Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sang, nước cha chỉ đến, đi cha thiên giữa đất cùng như trên trời. Quan giữ chẳng thương
na ế đạp đầy đục đi cho trong gió lửa nó sợ người chết dọc đàng chẳng đến nơi chăng. Thế nó mượn một người đi đàng vác đỡ thế khi ấy cả và thiên hạ theo mà xem xong lẽ những người mến đức Chúa Giêsu thì thường khóc nấc bấy giờ người đỡ mặt nãy mà rằng con thành Jerusalem chờ khóc thương ta làm chim một khóc thương bấy cùng con cháu bấy ngày sau phải khổ mà chơi đang khi người còn vác thánh giá đi thì có một bà ấy tên là Veronica thấy mặt mũi Đức Chúa Giêsu nhượng máu chảy ra thì bà ấy trao khăn cho người lọt mặt đêm hết hình tượng mặt liền ến vào trong khăn ấy rồi hãy còn ở thành Roma để ngắm mấy nhau sợ thế mới ăn một cái này chăm năm kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu vác thánh giá nặng nà tội chúng con
cho con được lòng ghét tội. Kéo làm khốn cho Đức Chúa Giêsu làm vậy. Cha ông con ở trên trời, chúng con nguyện đem cha cả sang nước cha chỉ đến, đi cha thiện chưa đất cũng như trên trời. Cho nên Đức Chúa Giêsu đau đớn lắm, đoạn lại kéo hai chân xuống cho đến nỗ nó nằm đã sẵn. Mà đóng đanh vào bây giờ các quan ấy một miếng văn viết chữ vào rằng
su na sa rep na vua du gieo đoạn đóng ván ấy vào thánh giang quan viết chữ ấy cho xấu hồn xong này trời khiến viết chữ ấy cho thiên hạ biết Đức Chúa Giê-xu dù mà chịu hèn hạ làm vậy thì cũng là quá thật du gieo cùng khắp mọi nước đoạn nó đào nổ dựng thánh giá khi ấy dấu hai tay Đức Chúa Giê-xu bởi sắc nặng thì sạch ra máu chảy xuống đất ròng ròng bây giờ bốn người các quan nơi áo ngoài Đức Chúa Giê-xu cắt chia ra làm bốn phần còn áo trong thì để vai mà bắn thăm ai được thì nấy rót đi đoạn những sai cùng các quan cả và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổn mà Đức Chúa Giê-xu liền rằng con xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó vì nhầm chẳng biết ý thì khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh này trang năm kênh kênh mừng nghĩa
trên giáng mình chúng con cho Đức Chúa Giêsu. Vì đã lấy hết máu mình mà chuộc tội cho thiên hạ. Lạy Cha có lửa trên trời, Chúa con nguyện danh Cha cả sang, lửa Cha chỉ đến đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Khi thứ 11 Nee.
thật, hôm nay tao cho mày ở lời vui vẻ cùng tao. Nghe sao nữa thì người đi theo dọc đàng thấy máu con rơi cho đến nơi Đức Chúa Giêsu chịu
mắt trời xem trăng đang Chúa sinh nên muôn vật chiều lan cùng chiều sáu hố dường lòng hết sức vì
tội thiên nghĩ. Thì đoàn Đức Chúa Giê-xu mượt máu thì kêu rằng: khát nước, hưng quân dở liền lấy dẫm đưa lên cho uống. Thì bây giờ người phán rằng: ai là hết việc chuộc tội cho thiên hạ nghĩ. Thì khi ngắm bay nhiều sự thế nguyện một kinh này chăng, lòng kinh kinh mừng thì thương Đức Chúa Giê-xu thì xin cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Giê-xu niên chờ bắt trước quân du rêu lời của Chúa cho uống. Ngài là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giê-xu nữa nghĩ. Lạy Cha của lửa trên trời, chúa con nên đến Cha cả xa, lửa Cha chỉ để đi Cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha đón con nay nói thờ ngài và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Khi chúng con ơi chưa cầm dỗ những cứu con ra khỏi sự dữ an mẹ. Thứ mười ba thì ngâm khi Đức Chúa Giê-xu đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì
đoạn thì gục đầu xuống nguyên đức mẹ đứng như xa đức mẹ vậy em mà họ linh hồn cực trọng ở ly ra khỏi sắc liền sinh thì vậy giờ cả vào thiên hạ liền đông nửa non là đã vỡ ra mà hàn trong nhà thờ sẽ ra làm hai mô hồ kẻ chết bóng chốc mở ra mà hà trời đất như thương đức Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ này cha năm kinh kinh mừng đời ơn cha cả đã chịu chết vì con giữa là chúng con xin dốc lòng chừa mỗi tội cho lên kẻ làm cho đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy lạy cha ông có lời trên trời cho lời dạy cha cả sao lời cha chỉ đến đi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin chớ để ông còn chưa cấm dỗ nhưng kêu ông còn gọi về giữ an. Thứ 14 thì ngâm khi linh hồn Đức Chúa Giêsu ra khỏi xác xuống ngục tổ tông cứu những linh hồn các thánh xưa ở đây
đợi trong đức Chúa Giêsu xuống thế chuộc tội cho thiên hạ. Tướng cùng nhiều người các quan thấy những phép đã làm vậy thì xưng ra rằng người ấy là con Đức Chúa Trời thật. Liền đánh ngực an an vì đã phạm tội cực trọng ấy. Khi ngắm bấy nhiêu sự thế nguyện một kinh lạy cha làm kinh kinh mừng xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con còn ở dưới thế trong ngày sau thấy mặt cực tốt cực lành như các thánh ở ngục tổ tông xưa lạy cha có lửa trên trời chúng con đến đây cha cả sang lửa cha chỉ đến đi cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha đó qua ngài đang thờ ngài và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cha để chúng con ấm dỗ những kêu chúng con khỏi sự dữ hận. Thứ 15 thì ngắm thì xác Đức Chúa Giêsu con trên thánh giá thì có một người các quan này đang mà đâm cạnh nương nong Đức Chúa Giêsu ai trái tim bây giờ máu cùng nước chảy ra xong lẽ khi ấy xác Đức Chúa Giêsu chẳng có đau vì đã sinh thiên nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm như đâm trong lòng vậy vì nó chẳng thương khi con sống cũng chẳng thương khi đã sinh thiên thế đoạn ai người chẳng na đầy ở Đức Chúa Giêsu một na đủ
sáng. Hai là Nicodemo cất xác xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, thì người khóc lóc thương con chẳng có khi đứng. Hê đoạn tâm xác Đức Chúa Giê-xu mà đang trong hang đá, thì cũng như cắt xác Đức Mẹ vui, vì người ám thiết thương con lắm. Khi cất xác con thì như cất ruột mẹ ra vậy. Khi ngắm bấy nhiều sự thì nguyện một kinh lạy trang, lâm kinh kính mừng thương Đức Chúa Giê-xu để cho người ta cất xác xuống đất. Xin cho chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-xu xưa chịu chết vì tội thiên hạ, mà thích trong lòng chúng con cho đến dọn đời.